vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video mới nhất của tạp chí Hi-Fi TV. Phương pháp đấu dây loa by wire từ lâu đã được sử dụng một cách rất hiệu quả để cải thiện chất lượng âm thanh của hệ thống. John Atkinson, một trong những cây viết lâu năm của tạp chí uy tín Stereophile, cho rằng by wire đem đến thay đổi nhỏ nhưng rất quan trọng bằng cách giúp giải cao trở nên mềm mại hơn trong khi khả năng kiểm soát giải trầm tốt hơn. Vậy bản chất của phương pháp đó là như thế nào và nó được thực hiện ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về by wire trong video ngày hôm nay nhé! By wire là phương pháp kết nối một chiếc loa với power arm sử dụng hai sợi dây loa. Nhiều người tin rằng phương pháp này đem đến chất lượng âm thanh vượt trội so với phương pháp đấu dây single wire thông thường. Hầu hết các cặp loa cao cấp đều có hai bộ cọc loa để đấu dây by wire, trong đó một bộ sẽ kết nối với mạch twister trên phân tần, trong khi bộ cọc loa còn lại đấu với mạch woofer. Nhà sản xuất vốn mặc định người dùng sẽ đấu dây bằng phương pháp single wire, do đó hai bộ cọc loa này sẽ được kết nối với nhau bằng jumper hay còn gọi là cầu loa. Khi đấu dây by wire, các jumper này cần phải được tháo ra. Trong một hệ thống đấu dây by wire, power arm sẽ cảm nhận được ở đầu dây twister trở kháng cao hơn khi xuất hiện tần số thấp và trở kháng thấp hơn khi có tần số cao. Điều ngược lại cũng sẽ tương đối với woofer. Do đó, tín hiệu sẽ được chia ra, với tần số cao hơn phần lớn được đưa vào sợi dây đấu với mạch twister, trong khi tần số thấp sẽ được dẫn qua sợi dây đấu vào mạch woofer. Việc chia tín hiệu theo tần số này có thể giảm hiện tượng tương tác từ tính ở dây loa, từ đó đem đến chất lượng âm thanh tốt hơn. Vùng từ trường rộng được tạo ra quanh sợi dẫn bởi năng lượng của giải trầm sẽ không thể tác động được vào các giải cao. Cho đến nay, không ai hiểu chính xác bằng cách nào hay vì sao phương pháp by wire có tác dụng, nhưng chắc chắn rằng với phương pháp này, nó có thể cải thiện được chất âm một cách rõ ràng. Dù ngân sách dành cho dây là bao nhiêu, người nghe cũng nên đấu by wire nếu cặp loa của họ cho phép làm điều đó, kể cả khi chúng ta chạy hai cặp dây có giá bình dân. Dây đấu cho phương pháp by wire cũng khá đa dạng. Ta có thể sử dụng hai dây loa single wire thông thường cho một chiếc loa, hay sử dụng một bộ dây by wire chuyên dụng. Bản thân dây này được làm giống như hai dây loa rời chập lại, là một ở đầu cắm vào âm ly. Như vậy, nó có một cặp jack kết nối với cho âm ly. Dây được tách làm hai sợi riêng biệt và có bốn đầu jack kết nối để cắm vào loa. Phương pháp này giúp cho việc kết nối dễ dàng hơn, đồng thời chất lượng âm thanh cũng được cải thiện đôi chút. Ngoài ra, ta cũng có thể dùng một loại dây có tên là single by wire để đấu với loa. Khác với dây by wire chuyên dụng, sợi dây single by wire không tách làm đôi mà vẫn được chập lại làm một, chỉ có số lượng đầu kết nối cho âm ly và loa là vẫn giữ nguyên. Mặc dù phương pháp này rẻ hơn so với việc sử dụng hai dây loa rời hay một dây by wire chuyên dụng, hiệu quả cách ly từ tính giữa các sợi dây dẫn màn giải trầm và các sợi màn giải cao sẽ không còn nữa. Phần lớn cho các hệ thống by wire sử dụng dây loa cho twister và woofer giống nhau. Tuy nhiên, việc sử dụng các dây khác nhau cho cùng một loa có thể đem lại những hiệu quả nhất định. Khi sử dụng một dây loa có chất âm bass tốt để xử lý giải trầm, kết hợp với một dây loa khác tuy đắt hơn nhưng có giải cao mượt mà, ngọt ngào hơn, ta sẽ có được một bộ dây có hiệu năng trình diễn tốt với mức giá tiết kiệm hơn. Mấu chốt ở đây là sử dụng dây ít tiền hơn cho giải trầm và đầu tư thêm dây phụ trách giải cao. Nếu như người dùng đã có sẵn hai cặp dây loa cùng độ dài, các dây chất lượng cao hơn thường được dùng để đấu với driver twister. Nếu sử dụng dây loa khác nhau để đấu by wire, hãy đảm bảo rằng chúng đến từ cùng một nhà sản xuất và có cấu trúc vật lý giống nhau. Nếu như các dây by wire có điện dung và độ tự cảm khác nhau, các yếu tố này sẽ thay đổi đặc tính của phân tần loa. By wire từ lâu đã được đánh giá là một phương pháp hiệu quả để cải thiện chất âm không quá tốn kém. Do những gì ta cần chỉ là thêm một cặp dây loa chứ không cần thay đổi âm ly hay loa trong một hệ thống. Việc lựa chọn dây loa phù hợp cho phương pháp này rất quan trọng vì nó phần nào ảnh hưởng đến những đặc tính nhất định của phân tần. Hy vọng rằng video ngày hôm nay sẽ phần nào giải đáp được thắc mắc của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.